Việt Nam Thời báo, Liên mục Phi-e-rô Nguyễn Văn Khải đoàn kết với nhau để tìm ra tự do tôn giáo cho mọi người. Hạo Nhiên ghi, Liên mục Phi-e-rô Nguyễn Văn Khải trả lời phỏng vấn của cô Đinh Ngọc Tuyết, thành viên tổ chức vận động cho đức tin và công lý cho Việt Nam tại Hội nghị Tự do tôn giáo quốc tế 2023 tại Washington, D.C., Hoa Kỳ. Đến Hội nghị Tự do tôn giáo quốc tế 2023 trong tinh thần hiệp thông, thế giới bây giờ như một cái làng nhỏ, mọi người cần phải liên đới mình đến đây để mà biết xem tình trạng tự do tôn giáo ở trên thế giới đến mức nào và người dân một số nước đang bị bắt hại về tôn giáo như thế nào. Để mình cầu nguyện cho họ, mình cũng cần đến đây để nói cho mọi người trên thế giới biết tình trạng nhà cầm quyền Cộng sản Việt Nam bắt hại tự do tôn giáo như thế nào. Chính quyền Việt Nam đang ra sức quốc doan hóa các tôn giáo, đang khống chế các vị chức sắc và đang phân biệt đối xử các giáo dân, các tín đồ của các tôn giáo như thế nào. Tôi đến đây và cùng với mọi người bàn thảo tìm ra những phương cách để bảo vệ quyền con người, quyền tự do tôn giáo và tìm cách mở rộng những quyền đó trên thế giới nói chung và ở Việt Nam nói riêng. Một mình làm việc gì cũng khó, cho nên những hội nghị như thế này là rất cần thiết. Mình cần phải nắm tay nhau, cần phải đoàn kết với nhau để tìm ra tự do tôn giáo cho mọi người. Chứ một thân một mình không thể làm gì được, bởi vì các chế độ độc tài luôn bắt hại tự do tôn giáo. Họ sẽ bóp miệng chết ngay nếu hoạt động một mình. Thông điệp chính tôi muốn gửi đến tại hội nghị này đó là: thứ nhất, nhà cầm quyền Cộng sản Việt Nam từ trước đến giờ luôn tìm cách đàn áp, phá hoại các tôn giáo. Tiêu diệt không được thì họ tìm cách quốc dân hóa. Các giáo hội tìm cách đưa người của họ vào vị trí lãnh đạo trong các giáo hội hoặc là tìm cách mua chuộc áp lực đe dọa chức sắc tôn giáo để thông qua các chức sắc tôn giáo. Họ khống chế giáo dân, tín đồ, họ muốn nô lệ hóa người dân, muốn biến các tổ chức giáo hội thành các tổ chức ngoại vi của họ, các chức sắc tôn giáo thành cán bộ tôn giáo của họ. Âm mưu của họ là xã hội nào tôn giáo nấy, rất là nguy hiểm cho các tôn giáo. Nếu đi vào bẫy của họ là sẽ xa rời tôn chỉ mục đích của mình và không giữ được giá trị truyền thống. Điều này rất nguy hại cho tôn giáo, cho dân tộc, cho đất nước. Họ đối xử rất là thâm độc với các chức sắc tôn giáo, các tín đồ bị phân biệt rất nặng nề, đại khái không được học các đại học, an ninh, cảnh sát, quân đội, ngoại giao, không được giữ các chức vụ cao trọng, hành chánh, bị theo dõi, các tổ chức tôn giáo bị theo dõi, không được mở các tài khoản ngân hàng, không được mở bệnh viện, các trung tâm cứu trợ, người già cả, người khuyết tật, người được mở trường học, v.v. Tôi muốn nói cho mọi người biết, các tổ chức tôn giáo trong nước bị chính quyền xem rẻ hơn các công ty ngoại quốc, người có đạo cũng bị coi rẻ như công dân hạng hai. Điều đó là tội ác của Cộng sản đối với dân tộc Việt Nam. Sự đàn áp của chính quyền với công giáo. Trước năm 2006, chính quyền Cộng sản không đàn áp tôn giáo mạnh như bây giờ, tức là trước cái vụ Hoa Kỳ gỡ danh sách Việt Nam khỏi các nước cần quan tâm về tự do tôn giáo, vì họ cần lấy lòng quốc tế và Hoa Kỳ. Vài tháng sau, khi ông Bush sang thăm Việt Nam, rồi Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ làm một cái cử chỉ đẹp, nhấc Việt Nam ra khỏi danh sách các nước cần quan tâm tự do, thì sau đó khoảng 2 tháng, bắt đầu từ 2007 cho đến bây giờ, Cộng sản Việt Nam gia tăng đàn áp tôn giáo. Riêng đối với Cộng giáo, bắt đầu năm 2007, vụ đầu tiên là vụ phá tượng Đức Mẹ ở Đông Đinh, Ninh Bình, phát hiện sau
đến vụ tòa Khâm Sứ, vụ Thái Hà, Bầu Sen, vụ Loan Lý, Mỹ, dụ đến vụ Kẻ Bàng, Con Cuông, vụ Thủ Thiêm, đến vụ Dòng Phao Lô ở Vĩnh Long, vụ Sơn La, Lai Châu, Điện Biên, Thái Nguyên, Đồng Yên, Formosa. Gần đây những vụ như giáo sứ Bình Thuận ở người ta bắt và kết án 8 giáo dân. Theo dõi, theo tôi thống kê được thì vào khoảng độ 20 vụ án rất lớn đối với giáo hội Công giáo Việt Nam từ khi Mỹ gỡ Việt Nam khỏi danh sách các nước cần quan tâm về tự do tôn giáo. Rất nhiều tín đồ bị bắt mà trước đó thì giáo dân bị bắt, cộng sản càng ngày càng tàn bạo và tinh vi, bất công thì tôi phải lên tiếng tố cáo. Trả lời câu hỏi cha nhận định thế nào về vai trò của người giáo dân Việt Nam trong việc đấu tranh cho tự do tôn giáo và nhân quyền, cha Khải trả lời. Người Công giáo Việt Nam sống ở trong chế độ Cộng sản lâu rồi, giống như những người Việt Nam khác, tức là họ bị Cộng sản dùng bạo lực và tuyên truyền rất nhiều, cho nên bị ảnh hưởng như các giáo dân khác. Thôi, họ cũng rất sợ hãi. Tuy vậy, số giáo dân lên tiếng bệnh vực cho tự do tôn giáo và nhân quyền vẫn đông hơn những hội. Đa số chưa thì chưa, nghĩa là số giáo dân can đảm, dấn thân, đấu tranh cho công lý và sự thật đông đủ chưa, có được như ý Chúa muốn chưa thì chưa, nhưng so với những người vô thần, những người khác cũng đấu tranh cho tự do tôn giáo và tự do nhân quyền thì vẫn đông, có vẻ đông hơn và mạnh mẽ hơn, và vì vậy số giáo dân bị bắt từ bao giờ cũng nhiều hơn. Ngay tại bây giờ có nhiều giáo dân điển hình, những khuôn mặt rất là ưu tú của dân tộc, những người trí thức, những người tốt lành như ông Lê Đình Lượng, thầy giáo Nguyễn Năng Tĩnh hay anh Bùi Tuấn Lâm ở Đà Nẵng, Nguyễn Văn Hóa, các giáo dân nhờ đọc kinh thánh, nhờ học giáo lý, giáo huấn của giáo hội về vấn đề xã hội, họ đủ chưa đạt được ý Chúa muốn. Nhưng tôi vẫn tự hào rằng họ vẫn là số đông trong đấu tranh cho công bằng, dân chủ và quyền con người, chia sẻ với bà con hải ngoại và trong nước. Đối với người ở hải ngoại bất phân biệt tôn giáo, đảng phái, với những người dẫn thân cho quyền con người và chính nghĩa quốc gia dân tộc, làm điều tốt cho quốc gia dân tộc, tôi ủng hộ. Tôi thấy quý vị có tự do, quý vị là những người có quốc tịch của các nước dân chủ, xin quý vị sống liên đới đoàn kết với nhau. Ngày trước đã có nhiều tổ chức đấu tranh cho quý vị được định cư ở nhiều nước hướng sự tự do, vậy thì bây giờ mình phải trả món nợ đó, đến lượt mình phải tham gia bảo vệ quyền lợi những người khác để trả món nợ mình đã nhận. Tôi muốn người Việt ở Hoa Kỳ đừng có phân biệt tôn giáo, hãy tham gia vận động với các nghị viên đơn vị mình, các dân biểu, nghị sĩ của tiểu bang, liên bang, vận động với Bộ Ngoại giao của chính phủ, vận động cho các tù nhân lương tâm Việt Nam, cho các tín đồ các tôn giáo bị bắt giam, vận động các quyền tự do tôn giáo ở Việt Nam. Tôi thấy ở Hoa Kỳ rất hay, nếu công dân có những kiến nghị gửi lên chính phủ, quốc hội về những vấn đề như nhân quyền, tự do tôn giáo thì các nghị sĩ, các cơ quan hành pháp đều chịu khó lắng nghe, và nếu Bộ Ngoại giao nhận được các vấn đề của quý vị, họ sẽ có những kiến nghị đến chính quyền của nước sở tại như của Việt Nam. Cho nên quý vị có cái vai trò rất là quan trọng, quý vị có điều kiện làm việc tốt hơn ai hết, có điều kiện để giúp đỡ người ngoài người Việt Nam. Quý vị không nên bỏ phí, nên tận dụng quý vị thế của mình
là công dân Hoa Kỳ, công dân Canada và các nước Âu Châu để vận động cho dân chủ, nhân quyền, tự do tôn giáo, và đó là việc làm rất hiệu quả, làm cho chính sách Việt Nam thay đổi, người tất cả mọi người Việt Nam đều được nhờ và không gian sống của mọi người được mở rộng luôn, nhân phẩm được tôn trọng hơn và cuộc sống